Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 16 giờ ngày 29 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Cuộc họp ban chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh tỉnh giai đoạn 2016-2020, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong thương mại nông sản xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trước hết là phần tin trong nước và quốc tế. Đến ngày 29 tháng 5, đã 43 ngày Việt Nam bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch Covid-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Các bệnh nhập cảnh gần đây nhất là nam bệnh nhân 31 tuổi, có địa chỉ tại Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062 sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Thái Bình. Theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này cả nước đã có 278 trên 327 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, chiếm tổng số 85% ca bệnh COVID-19 ở nước ta. 49 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất 19 ca bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu có 13 ca, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình có 7 ca. Tính đến sáng ngày 29 tháng 5, trong số các ca bệnh nhân COVID-19 đang điều trị theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 17 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2 việt nam lần đầu cho phép nhập lợn sống để bình ổn giá thịt lợn trước đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn đồng ý với phương án của cục thú y về việc nhập khẩu lợn sống từ các nước vào việt nam theo đó bộ đồng ý với phương án của cục thú y phân tích rủi ro nhập khẩu lợn sống dựa trên hồ sơ do các nước xuất khẩu cung cấp sau khi hoàn thành đánh giá hồ sơ cục thú y cùng cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu trao đổi bổ sung các thông tin phân tích thỏa thuận điều kiện vệ sinh thú y và mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống phải tuân thủ quy định về kiểm dịch nhập khẩu đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc trong nước Mới đây, Bộ Tài chính vừa có tờ trình trình chính phủ đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, trong đó có không ít doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ngưng hoạt động hoặc giải thể. Bộ Tài chính vừa có tờ trình trình chính phủ đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp nhỏ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội Bình Quân một năm từ 50 người đến không quá 100 người, doanh thu một năm từ 50 tỷ đồng đến không quá 100 tỷ đồng. Doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội Bình Quân năm không quá 10 người. Doanh thu từ 3 tỷ đồng đến không quá 10 tỷ đồng một năm. Theo các chuyên gia, nhà quản lý có thể giảm 50%, miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng ta cần mở rộng việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp này xuống còn 10-15% hoặc 15-17% thì phù hợp với luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngày 29 tháng 5, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 214 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 5,9 triệu người nhiễm bệnh và hơn 362.000 người đã tử vong. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,7 triệu ca nhiễm và 103.330 ca tử vong. Điều đáng chú ý là cả hai số liệu này đều cao gấp khoảng 4 lần so với Brazil, quốc gia được xem là vùng dịch lớn thứ hai. 10 quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới bao gồm Mỹ, Anh, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Bỉ, Mexico, Đức và Iran. Như vậy trong gần 24 tiếng đồng hồ, thế giới ghi nhận thêm 94.637 ca mắc mới COVID-19 và thêm 3.754 ca tử vong mới do đại dịch này. Nga với thêm 8.371 ca mắc và 174 ca tử vong, nâng tổng số lên 379.051 ca mắc và 4.142 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận thêm 7.300 ca mắc và 177 ca tử vong, nâng tổng số lên 165.386 ca mắc và 4.711 ca tử vong. Peru ghi nhận thêm 5.874 ca mắc và 116 ca tử vong, nâng tổng số lên 141.779 ca mắc và 4.099 ca tử vong. Mexico ghi nhận thêm 3.463 ca mắc và 463 ca tử vong, nâng tổng số lên 78.023 ca mắc và 8.597 ca tử vong. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 5, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh tỉnh giai đoạn 2016-2020. Ban chỉ đạo PCI tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Theo kết quả điều tra PCI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năm 2019, Cao Bằng vẫn duy trì trong nhóm trung bình vươn lên vị trí 54 trên 63 trong bảng sắp xếp các tỉnh, tăng 3 bậc so với năm 2018. Trong đó có 7 trên 10 chỉ số tăng điểm, đó là tiếp cận đất đai tăng 0,05 điểm, tính minh bạch tăng 0,51 điểm, tăng 10 bậc, chi phí thời gian tăng 0,78 điểm, tăng 3 bậc, chi phí không chính thức tăng 0,6 điểm, tính năng động tăng 1,06 điểm, đào tạo lao động tăng 0,38 điểm, tăng 1 bậc, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng 0,79 điểm, tăng 20 bậc. Tuy nhiên, kết quả PCI năm 2019 của tỉnh cũng phản ánh sự chưa hài lòng của doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, trong đó có 3 trên 10 chỉ số giảm là chi phí gia nhập thị trường giảm 0,25 điểm, giảm 10 bậc, cạnh tranh bình đẳng giảm 0,02 điểm, giảm 17 bậc, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giảm 0,34 điểm, giảm 3 bậc. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại như nhận thức về PCI của một số đơn vị, cán bộ viên chức chưa cao, chưa tích cực, chủ động trực tiếp giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được từ quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch lĩnh vực ngành nghề. Bên cạnh đó, những vấn đề về cơ chế chính sách hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nguồn lao động có chất lượng cũng như năng lực chuyên môn của một bộ phận công chức khi thi hành công vụ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang web của các cơ quan hành chính chưa được cập nhật một cách đầy đủ thường xuyên việc tiếp cận các văn bản thông tin của người dân doanh nghiệp còn gặp khó khăn việc áp dụng iso tại nhiều cơ quan còn mang tính hình thức nhiều chậm trễ trong giải quyết thủ tục cho người dân không được giải thích một cách thỏa đáng Năm 2020, ban chỉ đạo PCI tỉnh phần đầu xếp hạng tăng so với năm 2019, không có chỉ số giảm điểm và có ít nhất 6 trên 10 chỉ số tăng điểm so với năm trước, không có sở ban ngành hay địa phương nào rơi vào nhóm có điểm số dưới điểm trung bình tại kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo PCI tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sự vào cuộc của các cấp các ngành trong việc thực hiện nâng cao các chỉ số PCI năm 2019. Đồng chí đề nghị cơ quan thường trực chỉnh sửa, tổng hợp ý kiến, ban hành kế hoạch tiếp tục nâng cao vai trò tổ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai tốt các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình kế hoạch văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020, ra soát thực hiện đơn giản hóa, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ngày 29 tháng 5, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong thương mại nông sản xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Tham dự có đại diện lãnh đạo chi cục trồng trọt và chăn nuôi, quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản 6 tỉnh khu vực Đông Bắc và một số doanh nghiệp chế biến xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh hội nghị đã phổ biến những chuyên đề liên quan đến an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật khi tham gia các hiệp định thương mại tự do các cấp độ hội nhập của các quốc gia thành viên tình hình thương mại nông lâm thủy sản việt nam trung quốc trong bối cảnh hiện nay quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật tại thị trường trung quốc cập nhật những điểm mới các thông báo quy định về an toàn thực phẩm như tăng cường kiểm dịch các mặt hàng xuất nhập khẩu nông sản truy xuất nguồn gốc nhãn mát sản phẩm khuyến nghị nhà sản xuất xuất khẩu yêu cầu của một số thị trường nhập khẩu nông sản và thủy sản trong tình hình mới. Một số thông tin về hội nhập quốc tế, hiệp định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, các lĩnh vực điều chỉnh về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời cập nhật trao đổi thông tin về minh bạch hóa các quy định an toàn thực phẩm và chính sách của việt nam khi tham gia xuất khẩu nông sản vào thị trường trung quốc vấn đề quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu nhất là quản lý về tiêu chuẩn giới hạn mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong nông nghiệp định hướng cho các doanh nghiệp tuân thủ các cam kết thực hiện tốt việc xuất nhập khẩu nông sản trong và ngoài tỉnh để thu hút các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc, tỉnh Cao Bằng đã triển khai 17 dự án đầu tư hạ tầng cửa khẩu, trong đó đã có 4 dự án đi vào hoạt động. Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng đã thu hút một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến đầu tư và tổ chức các hoạt động thương mại tại cửa khẩu, chủ yếu là xuất khẩu các mặt hàng hoa quả, gạo, thủy sản. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp thực tiễn nhằm thực thi hiệu quả vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch động thực vật trong thương mại nông sản ở các thị trường quốc tế. Thông qua đó giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh và khu vực Đông Bắc. Ngày 28 tháng 5, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 lãnh đạo đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến dự. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức quán triệt triển khai học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động, kết nạp 41 đảng viên mới, đạt 137% kế hoạch. Hàng năm 100% cán bộ đảng viên thực hiện đăng ký cam kết trách nhiệm nêu gương tu dưỡng rèn luyện phấn đấu làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động chuyên môn, đổi mới hình thức nội dung hoạt động văn hóa ở cơ sở, đưa lễ hội nàng hai nghề rèn của người Nùng An vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một di tích quốc gia đặc biệt được công nhận, sưu tầm 130 tư liệu hiện vật. Doanh thu du lịch năm 2019 đạt 480,57 tỷ đồng, tăng trưởng du lịch đạt 31%. Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ phấn đấu 100% đảng viên được học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hàng năm phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 30 đảng viên mới trở lên, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, 95% đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đại hội bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 28 tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến đánh giá hoạt động thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua khen thưởng của Sở Tài nguyên và Môi trường đi vào nền nếp. 100% công chức viên chức người lao động đăng ký tham gia tích cực các phong trào thi đua. Trong công tác chuyên môn, nhờ thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành công tác quản lý đất đai, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các hồ sơ thủ tục thuộc lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường qua các phong trào thi đua, ngành tài nguyên và môi trường đã xuất hiện nhiều gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng, 21 tập thể và 10 lượt cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen, một cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2015, sở được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, năm 2016 được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng cờ thi đua trong thời gian tới sở tài nguyên và môi trường tiếp tục triển khai phong trào thi đua tập trung vào chủ đề kỳ cương liêm chính hành động trách nhiệm sáng tạo hiệu quả phát động thi đua giữa các tập thể phòng đơn vị kiện toàn đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng đảm bảo tính ổn định lâu dài và có kế thừa phát hiện xây dựng tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới những điển hình tiên tiến để biểu dương khen thưởng kịp thời Nhân dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường tặng giấy khen cho 5 tập thể và 24 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Ngày 25 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Minh Anh Cao Bằng có địa chỉ tại tổ 4 phường Duyệt Trung thành phố Cao Bằng và cá nhân ông Nguyễn Ngọc Hướng có địa chỉ kinh doanh tại xóm 2 xã Vĩnh Quang thành phố Cao Bằng vì đã có vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn thành phố. Trước đó qua kiểm tra, lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện cơ sở kinh doanh của ông Hướng và doanh nghiệp Minh Anh Cao Bằng có hành vi dán quảng cáo dịch vụ vệ sinh môi trường, thông hút bể phốt, thông tắc đường ống, đúc ép cọc bê tông. Cho thuê máy xúc, sàn lấp mặt bằng có ghi số điện thoại tại một số cột điện trên địa bàn thành phố. Cả hai cơ sở đều vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo, với hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo cơ sở của ông Hướng bị xử phạt 5 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân Minh Anh Cao Bằng còn vi phạm các quy định về quảng cáo không ghi rõ tên, địa chỉ, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ. Với các hành vi vi phạm nêu trên, công ty đã bị Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 32 triệu đồng. Việc kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoạt động quảng cáo nói trên nhằm góp phần xây dựng thành phố Cao Bằng xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.